Chào cả nhà buổi sáng. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi làm và có một anh ở trên chỗ làm á, trên lớp giờ của mình đặt 10 cây Mỹ Hồng. Và bây giờ mỗi lần mình chở, chắc mình chở trước 4 cây, rồi sau đó mình chở 6 cây sau. Hãy bỏ cho bọc 4 cây rồi. Giờ cái bọc này 4 cây mình sẽ để ngoài trước xe mình chở. Mình giao cho cái anh ở chợ lắp giò. Anh điện hồi chiều mua, anh đặt 10 cây. Đó, để vô bọc 4 cây. Biết để anh trước và ôm dơ đồ hôm nay. Rồi, để nó đi, để nó đi con, để nó đi con cột. Dạ. Dạ. Đi con cột, con quay xe, con để lên xe chở. Rồi mình quay xe, mình để lên xe vận chuyển đi. Giao cho anh ở chợ lắp giò. Đó. Giao trước 4 cây, còn 6 cây nữa anh đặt 10 cây được. Các bạn xem, lá rất là tươi tốt. Bông này bông tơ mới lớn, chờ bữa nữa sẽ ra hoa. Ra hoa mấy cái đọt này nè mấy bạn. Rồi chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Đó, cái này là mình giao nóng cho khách luôn á các bạn ơi. Giao là tới tay liền. Tại vì ở gần chỗ làm á, cho nên mình giao. Còn ở xa thì mình phải ship code qua bưu điện. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Mỹ Hồng chuẩn bị giao cho khách đây các bạn ơi. Mỹ Hồng đây. Mỹ Hồng đây. Nè, trang lá trung. Và cái bill mình để đây. Đó. Còn hai anh này là Mỹ Đỏ. Mỹ Đỏ và cây Mỹ Hồng. Còn anh bên đây là đỏ lá trung và vàng lá trung, cũng chuẩn bị giao cho khách.